accommodation, 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 accommer, nó dùng âm a dài các bạn, âm ơ ngắn, accommer, nghe âm ờ ngắn, nói làm sao thì trong này ngắn nó cũng nói vậy, accommer, accommer, chữ come nhấn nhẹ nó, ha, accommodation, cái chữ day này mới là cái âm nhấn chính, nghe các bạn, nè, dation, dation, accommodation, dation, shen âm s dài, shen, dation, accommodation. Như tôi nói với các bạn trong một cái clip nói về cách nhấn giọng ha, và nhấn âm và cái cao độ, thì đó khi các bạn nhấn âm dùng cái luồng hơi mạnh để nhấn vào nó được rồi, chứ đừng có nâng cao giọng quá, đừng có nói đấy sền thì không hay, đấy rồi sền rồi cái khoảng này nè các bạn nó quá trời lớn đi, cho nên là nó không hay, thể hiện cái cảm xúc quá lớn, mà chỉ cần nói là a comer, come, come, a comer, a comer, come, à, dation, chữ day, day, âm ngang thôi mà, nhưng mà nhấn mạnh vào nó, dation, chứ không là dation, thì không được, accommodation, accommodation. Đôi khi trong câu các bạn nghe hai cái âm này được nhấn như nhau, cũng no problem các bạn ha, chỉ cần thấy nó nhấn là nhận dạng ra cái từ này liền, accommodation, accommodation, accommodation. Đây, cái từ này nó có nghĩa là chỗ ở, hay là chỗ trọ, chỗ trú gì đó các bạn ha. Chỗ ở nói chung thôi, chỗ ở nó như thế nào thì cần phải có tính từ làm rõ nghĩa cho nó hơn. Chứ bản thân của nó là chỗ ở thôi. Căn nhà của mình nó cũng là cái accommodation của mình đấy thôi các bạn ha. Hay là cái chỗ mình thuê cũng là accommodation. Hay là khách sạn nó cũng là accommodation các bạn ha. Bây giờ mình vào cách dùng cụ thể trong từng câu. Accommodation is expensive in this city. Accommodation is expensive in this city. Cái chỗ ở mà đôi khi mình nói là chỗ ăn ở gì đó, thì mình gọi trong tiếng Việt là chỗ ăn ở thì cũng được thôi. Nhưng mà nó đúng ra đó là nó là cái chỗ để mình nghỉ chân thôi. Còn muốn ăn thì phải trả tiền theo kiểu gì đó khác nha. Rồi, cái chỗ ở trong cái thành phố này thì expensive là rất là đắt đỏ hay là mắc đó các bạn. Đắt đỏ ha, đắt đỏ. Accommodation, accommodation, accommodation is expensive. Đây là danh từ nè. Cái gì thì sao? Thì cái accommodation này thì đắt đỏ. X, âm đầu là âm e, tiếp theo là âm cờ sờ. X. Mình đừng có bỏ âm cờ, mình nói là is, không đúng nha các bạn. Mà có âm cái chữ X này nè, thường nó biến thành cái âm cờ sờ. X. Có âm cờ trước nó chặn hơi lại, rồi mới tiếp tục dùng cái hơi bị chặn đó phát âm sờ. Expensive, expensive, expensive. Đừng nói expensive, tôi nghe nhiều người nói expensive. Đó là âm tiếng Việt. Còn âm này là âm y ngắn là expensive, expensive, expensive. Rẻ là gì các bạn? Là cheap, là rẻ, cheap. Mắc là expensive. Accommodation is expensive. Tới đây cũng đủ rồi, đủ nguyên câu rồi. Accommodation is expensive. That is expensive. This phone, cái điện thoại này, this phone is expensive. This TV is expensive. Bạn đều có thể thay cái danh từ này bằng bất kỳ cái danh từ nào khác để nói nó expensive, nó đắt đỏ, nó mắc. Mắc ở đâu? In this city, in this. This, nói là this city, city, hay là city cũng được. Mình đừng nói là city, mà là city, hoặc là city, cho nó nhanh. City, in this city, accommodation is expensive in this city, in this city. Rồi, all students are offered free accommodation. All students are offered free accommodation. Tất cả mọi sinh viên đều được
cho đều được cho chỗ ở miễn phí. Free accommodation. Danh từ là accommodation thì tính từ bổ nghĩa cho accommodation là free, đặt trước danh từ thì là chỗ ở miễn phí các bạn ha. Rồi, all students are offered. Mọi sinh viên đều được cho. To be cộng với một động từ ở cột thứ ba có nghĩa là được cái gì đó, mà cái này offer là mình cho thì cái này là được cho ha. Được cho all students, tất cả mọi sinh viên là số nhiều cho nên dùng are. À, ngôi thứ ba số nhiều. All là chứ không đọc là on nha, không đọc là on n nha, mà là all students. Students. All students are offered. Offer. Âm A dài luôn. Offer. Thêm đi. Âm đi quý. Offered. All students are offered free accommodation. Free accommodation. You are offered free accommodation. Bạn được cho chỗ ở miễn phí. I am offered. Tôi được cho. I am offered free accommodation. Good. You are offered free accommodation. Hả các bạn? Rồi, được cho cái gì đó. Phía sau là một danh từ. Mà nếu muốn làm rõ nghĩa cho danh từ thì thêm tính từ đặt trước danh từ. Nếu muốn làm rõ nghĩa cho tính từ nữa thì đặt trạng từ phía trước tính từ. Nha. Rồi. You are offered free internet connection. Free internet connection là truy cập internet miễn phí. That price excludes accommodation. Cái giá đó không bao gồm. Cái excludes là loại trừ ra accommodation. Cái giá đó không có bao gồm chỗ ở đâu nha. Giống như là mình đi tour du lịch, cái người ta kêu mình trả phí này phí nọ một cái gói, nhưng mà ta nói là cái giá đó là không bao gồm chỗ ở, có nghĩa là bạn phải tự tìm chỗ ở, hoặc là khi đi đến mà ở khách sạn đó bạn phải trả tiền khách sạn thêm, thì người ta nói là excludes ha. Còn bao gồm là include là bao gồm, còn exclude là loại trừ ra nha các bạn. That price excludes âm cờ sờ excludes accommodation. Cái giá đó không bao gồm chỗ ở. Vậy thì mình học cái từ accommodation, nó đơn thuần nó là chỗ ở thôi các bạn ha. Rồi. Are you looking for furnished accommodation? Are you looking for furnished accommodation? Ủa, bạn đang tìm cái chỗ ở được trang bị à? Trang bị tiện nghi à? Ha. Cái chỗ ở mà được furnished. Furnished ở đây nó là tính từ thì phải đặt trước danh từ, bổ nghĩa cho danh từ chỗ ở như thế nào? Chỗ ở được trang bị tiện nghi. Trang bị tiện nghi là gì? Có giường ngủ nè, có tủ nè, có mini bar nè, tủ lạnh đó các bạn. Rồi có bếp nè, có này có kia đầy đủ, chỉ vào và ở thôi, ở xong rồi đi thôi. Có mọi cái trong đó, nó gọi là furnished. Người ta thêm một từ nó là fully. Mình đọc tiếng Việt là fully đó các bạn. Full đó là đầy đủ đó. Tiếng Anh đọc là fully furnished accommodation là chỗ ở được trang bị đầy đủ tiện nghi nha, là fully furnished. Còn mình nói furnished cũng được, là được trang bị tiện nghi nha. Trang bị tiện nghi thì ít nhất phải có những thứ rất cơ bản để ở. What are you looking for? Bạn đang tìm. Looking for, look for là tìm cái gì đó. Looking. Are you looking for? Bạn đang tìm cái gì đó. Looking for là tìm cái gì đó. Mình thêm danh từ phía sau thôi. Looking for danh từ phía sau đây là furnished accommodation, là chỗ ở được trang bị tiện nghi à. Hay là are you looking for a cell phone? Hay là a smartphone? Bạn đang tìm một cái điện thoại thông minh à. Are you looking for something? Bạn đang tìm thứ gì đó à. Are you looking for him? Bạn đang tìm anh ấy à. Are you looking for her? À, thì look for cái gì đó là tìm cái gì đó. Còn này là đang tìm chỗ ở được trang bị tiện nghi.
Are you looking for furnished accommodation? Đang tìm chỗ ở tiện nghi à? Các bạn nha. I want to find temporary accommodation. I want to find temporary accommodation. Tôi muốn tìm một cái chỗ ở gọi là temporary, là tạm thời. Chỗ ở như thế nào? Chỗ ở tạm thời. Thì đây là tính từ bổ nghĩa cho chỗ ở, đặt trước danh từ các bạn nha. I want to find. Tôi muốn tìm thấy. Tại sao mình không nói là I want to look for? Look for là đi tìm thôi. Còn find á, là ta nói là muốn tìm ra cái kết quả đó. Còn look for là cái hành động đi tìm. Còn find là muốn tìm ra cái gì đó. Thì trong tình huống này không thể dùng look for được. Bạn không có muốn đi tìm đâu, mà bạn muốn tìm thấy. Đúng không? Mình muốn tìm thấy thì mình dùng find. Còn mình muốn đi tìm, ví dụ như I want to go look for her. I want to go look for her. Tôi muốn đi tìm cô ấy. Thì mình đang muốn nói là tôi muốn đi tìm cô ấy thôi. Còn mình nói tôi muốn tìm thấy cô ấy, mình nói I want to find her. Tôi muốn tìm ra cô ấy. Cái này là tìm ra, còn kia là đi tìm à. Trong tiếng Việt mình cũng có hai cái mà, tôi muốn đi tìm thì bạn dùng look for. Còn muốn tôi muốn tìm ra cô ấy thì find. Nha các bạn, hai cái từ look for và find này nó khác nhau vậy đó. Tiếng Việt mình cũng có, cho nên tiếng Anh cũng phải phân biệt. I want to find. I want to find. Find. Cái này là âm ai giữa, có âm nào và đờ. Find. 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 Âm nào trước? Find. I want to find. Temper. Temper. Per. Temper. Rary. Air. Rare. Rary. Tiếng Anh đọc hình như có 3 âm tiết thôi, nhưng tiếng Mỹ là 4 âm tiết các bạn. Temporary. Temporary. Temporary accommodation. I want to find temporary accommodation. Tôi muốn tìm chỗ ở tạm thời. Chỗ ở tạm thời, ví dụ như một cái khách sạn ở vài ba đêm, chứ không phải là thuê dài hạn tháng trở lên. Ví dụ như vậy đó ha. I want to find temporary accommodation. Don't worry about your accommodation. Don't worry about. Don't worry about. Đừng có lo về chỗ ở. Don't worry about your accommodation. Đừng có lo về cái gì đó là don't worry about. Don't. Oh. Don't. Don't. Don't worry. Were. Worry. Don't worry about. Đừng có lo về cái gì đó. Don't worry about her. Đừng có lo về cô ấy. Don't worry about him. Don't worry about it. Đừng có lo về nó. Don't worry about me. Đừng có lo về tôi. And don't worry about your accommodation. Đừng có lo về chỗ ở của bạn. It's all taken care of. Taken care of. It's all taken care of. Taken care of. Nó được lo hết rồi. To take care là chăm lo cái gì đó. Mà to be taken care có nghĩa là được chăm lo. To be cộng với động từ ở cột 3 là được cái gì đó mà. Là được chăm lo. It's all, tất cả mọi cái, taken care of. Tất cả mọi cái đã được chăm lo rồi, đã được tính hết rồi, đã được lo liệu hết rồi các bạn. Rồi, don't worry about your accommodation. Don't worry about about. Don't worry about. Don't worry about your accommodation. Accommodation, accommodation. Don't worry about your accommodation. It's all taken care of. It's all taken care of. Taken care of. Take. A. Take. Taken. Taken. Đôi khi mình nhầm lẫn mà đọc là take. Taken. Thì lúc đó mình nói máy nó nghe nó không hiểu đâu các bạn. Tại máy nó nghe, nó tưởng nó là âm e. Ủa bạn nói taken có nghĩa là gì? Thì lúc đó mình phải đọc là taken. A. Take. Taken. Taken. It's all taken care of. Taken care of. Care of, care of, it's all taken care of. Don't worry about your accommodation. Don't worry about your accommodation. It's all taken care of. Các bạn ha. Rồi, cũng là rất là nhiều âm, nhiều từ, nhiều câu. Hy vọng là các bạn cứ kiên nhẫn từ từ tập nha các bạn. Rồi, nếu các bạn muốn nhận nhiều từ mới nữa từ tôi, bởi vì tôi sẽ làm hơn 1000 từ lận, cho nên là các bạn đăng ký vào kênh của tôi để nhận được thông tin sớm nhất các bạn nha. Thank you so much.